bố mẹ, chào anh Kiên, chào chị Trang. Hôm nay theo giờ Việt Nam thì là sáng ngày 3 tháng 1, đang là 8 giờ kém. Chắc là cả nhà cũng đang trên đường đến Quảng Ninh để đi đón dâu đến nhà chị Trang. Hôm nay thì con thì lại không thể có mặt ở nhà với mọi người được. Thì con cũng muốn làm cái video clip này làm sao coi như là một phần để mình tham gia được vào ngày vui của hai anh chị. Thì và ngày hôm nay con em cũng muốn chúc hai anh chị một lễ cưới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm cúng bên gia đình, bên cạnh người thân của cả hai nhà. Ngoài ra thì em cũng chúc cho hai anh chị xong cái cuộc sống sau này bên nhau được vui vẻ, được ấm áp và sẽ đạt được nhiều thành công mới và có thể bên cạnh nhau giúp đỡ nhau để gia đình ngày càng hạnh phúc. Em rất yêu hai anh chị và nói chung là chúc hai anh chị có một, đây coi như là chúc hai anh chị là có một khởi đầu của một năm mới thật là suôn sẻ. Chào cả nhà.